Trend gì rồi cũng hết hot, trừ nồi chiên không dầu. Tại sao vậy nhỉ? Ngày hôm nay, hãy cùng Hằng tìm hiểu lý do khiến nồi chiên không dầu trở thành thiết bị gia dụng quốc dân như hiện nay nha. 1. Tiện lợi và hiện đại. Ưu điểm lớn nhất của em này chắc chắn là nấu đồ ăn cực nhanh mà không tốn nhiều thời gian, công sức như phương pháp chiên rán truyền thống. Tất cả những gì bạn cần làm đó chính là chuẩn bị nguyên liệu, lựa chọn phụ kiện phù hợp, cho vào nồi và lựa chọn chế độ là xong. Nồi sẽ làm hết và bạn chỉ việc thưởng thức đồ ăn ngon chỉ sau một thời gian ngắn. Hai, xây dựng một cuộc sống healthy hơn. Nếu bạn thuộc trường phái mê đồ chiên rán thì nồi chiên không dầu chính là bảo bối lý tưởng. Nồi chiên không dầu thường sử dụng công nghệ chiên chín thực phẩm bằng sức nóng không khí, do đó có khả năng giảm đến 95% lượng chất béo trong thực phẩm. 3. Đa chức năng và dễ dùng. Tùy vào từng chủng loại và phân khúc mà nồi chiên không dầu có sở hữu bảng điều khiển và lượng chức năng khác nhau. Nhờ có bảng điều khiển cảm ứng thông minh, tích hợp sẵn nhiều chế độ chiên nướng đa dạng mà chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo với nhiều món ngon cho gia đình. Bốn, vệ sinh dễ dàng. Các khay vỉ chống dính cùng phụ kiện có thể tháo rời khiến việc vệ sinh nồi chiên không dầu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Năm, không tốn tiền điện như bạn nghĩ. Bạn lo lắng rằng công suất lớn cùng tần suất sử dụng nồi chiên không dầu nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ tốn điện đúng không? Hãy cùng Hằng thí nghiệm trên chiếc nồi chiên không dầu Calite Q12 ở đây nha. Và đây là số liệu mà mình thu được. Tính ra thì chiếc nồi này không hề tốn điện chút nào, mà đồ ăn cũng cực kỳ thơm ngon nữa. Bên trong chín đều, bên ngoài thì giòn rụm, quá tuyệt vời phải không nào? Với quá nhiều ưu điểm vượt trội như vậy thì Hằng nghĩ là nồi chiên không dầu rất xứng đáng đứng ngôi vương trong các sản phẩm gia dụng thông minh hiện nay. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm nồi chiên không dầu Calite Q12, hãy liên hệ ngay số hotline 1900 1850 hoặc truy cập website calite.vn để biết thêm chi tiết. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 24 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày và miễn phí vận chuyển toàn quốc.